Đó, tại vì bà này bà cũng giơ tay quá nhiều lần bà bắt không được lên. Rồi con làm chứng cho Chúa. Thật ra là con bị đầu đỏ nó cắn rứt được vai con như kiến á. Con vào lòng hồi lòng thương xót Chúa. Nó là con xin con nằm mất 3 ngày mất tháng bà có thăm người cách vừa rồi đây. Thế là em con mới ở trong nam ra. Thế là con nghĩ gì mới bảo là hôm nào mà chị có bảo em chẳng nhắn cho Long để chơi cho khấn thì con mới bảo là con thay xăng lắm con không đi được. Thế là cái lúc này con mới vào được thì con 4 năm nay là con cứ đau rất ở trong người mà con vừa bị gan nhiễm mỡ mà vừa bị sỏi mật mà đến bệnh viện thì viện nó trả về nó bảo là bà thì về uống thuốc thôi bị đau đầu bà không chữa được. Thế là con nằm lê liệt mà đêm thì cứ 11 giờ nó bắt con ăn không ăn thì không chịu được. Thế là con mới nhờ chị gọi em con nó khấn cho con. Thế là con được lòng Chúa bao thương cho con là bây giờ đau đầu con cũng được 80% rồi. Còn con đi xin lòng thương xót Chúa con nằm liệt 3 ngày là ngày xin lần thứ 2 là 2 ngày sau là con ngồi đây được. Mấy con cũng chẳng biết là nói gì hơn nữa thì cảm tạ Chúa đi cảm tạ cha với công đoàn cầu nguyện thêm cho con bị thói mật. Đây hả con còn đưa một người ngoại đạo đi nữa cho hạng nó ngồi dưới kia thì cha chị đau đớn lắm thì thấy cứ kêu vàng mãi là nếu mà cô đi thì cho cô đi với thì con cho cô đi cô đang ngủ dưới kia cha. Rồi đây cho gửi cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là đĩa hình DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho con bình an. Thưa chị em rất tiếc là con những cái tay muốn đưa lên nhưng mà vì không còn thời giờ nữa cho nên là chúng tôi phải khép lại để cho anh chị em vẫn còn tiếp tục chứng kiến nhiều điều lạ lùng khác nữa, rất nhiều điều lạ lùng mà Chúa thực hiện. Duy nhất một điều Chúa mời gọi chúng ta chỉ